Pi nòng hạc sườn, hội liên hiệp phụ nữ xã Mương Sò mi ship ít chỉ hội số hội viên tên xã lò ban nâng sàm hỏi hạ ship hội viên cùng tên số cài sòng ban sòng hỏi phụ nữ té ship bét pì khẩn nờ nhiệm kỳ pì sòng ban ship hốt hot pì sòng ban sao ít phụ nữ xã Mương Sò khát khen cho giờ cần mà pe kinh tế xã hội nhận bảo quốc phòng an ninh cấp tảng tánh tổ chức hội mặn hạnh xung tảng tánh đảng chính quyền nam diệt đi về giám sát có hôm nàng kham men tòi quy định lại ở non phủ nhĩnh khanh chờ nhải phiến cỏ bú tổ tảnh cấp ẩu bưng khủ lắc ngon khổng khoa học kỹ thuật khẩu giết dần ta về diệt cấp lân tấm rung hiệp thủ tử tế năn choi giờ hội viện phủ nhĩnh nho sùng bổng kiền lùng rú hớt khẩn dón cắt diệt hằng sùng đắng ơi hoàng thị pòm rú bản phiền đành lò nừng quảng pưng hồi viền ven xanh quảng mà bè kinh tế chú hươn còn nị chú hươn ơi pòm lò chú hươn cạt khỏng bản quảng kín luôn rú nhang lại ra cha đẩy xung lớp tập tư ma kỹ thuật bút phác ơi pòm có sọ sáo ót luôn hượt khẩn dón cặt cung ớt ra ơi khanh trâu nhai tà tin chứt tráng bâu đẩy lại khẩu nằm khẩu bút phác cắp hút nòng tành bà té cốc ngân đầy củ khổng ngân hang chính sách xã hội ơi thọt ngân o sư chừa các chủ tàng trường ấn vây bút phác bè sờ có khẽ chú hơn ơi có bỏ lại khổ gia cha lại chú phác bút bồng diệt dườn lút lồm bừa bông mi luông hù tràng quầng diệt dườn tảnh liệng bâu nảm chờ ơi o hanh thỏi thàm ma kỹ thuật bút bồng cắp lâm đồ chủ tàng phác lá cằn cắp tà tin quảng sàm băn thớp môn cắp chủ tàng phác mua đờ phắc năn xuân phắc khòng chú hươn ơi mà bè chăn đi ơi lương bồng chờ ma kỹ thuật lâm đù sưng năn chủ tàng phắc hòm cỏ bờ ón nhọt măn kìn ngon cắp tóp đầy lang áo khòng côn sủ giống bó su to bú bồng phắc hòm chú hươn ơi nhang sủ mít vưng bờ phắc ké thìm hở bà kìn vầy tấm ten hiệp thù văn vưng mỏi pì chú hươn ơi có hiệp thù té cầu xíp hột hỏi nừng chiều mặt ngân mi kìn mi vây chú hươn ơi choi dừa văn bánh bưng ơi nòng mi rào hơn giá cha số quảng bản mùa này thì trồng tế chơ hù tánh o mô hình bú phác bẹ sờ chú hươn khỏi cỏ củ tướng ngân hàng chính sách xã hội về khải quảng tộc hôm bú phác khải o trở lạt cắp mi tấm tên hiệp thù hoặc khải chú hươn khỏi cỏ o khói xỉa cắt cung ở dạ mi kín mi vậy ao thêm ao cá này cũng kinh tế gia đình cũng ổn định. Ơi vàng thị thuần rú bản tây an đầy hù hót mô hình bú hết té pì sòng pan xíp sòng hót pì sòng pan xíp xí phố miếng ơi có cầm quyết củ tấm hạ xíp chiều mặn khòng ngân hàng chính sách xã hội sự bảo hết cánh diệt hơn quảng xí xíp thưa môn vây bú hết bẹ sờ chạm va đầy ép mát luông hù tràng kỹ thuật lông cái bưng lấp tập tư ha và cò nhăng bao hù ma luông nào uốn chọc khò diệt hở hết bóng o sưng năn mi chú hết cỏ bô bóng thuồng đời diệt hài ma lại phải ngân lại bẩu hết cho nâu xìa cho thỉm bâu nản chờ ưởi cò lông bày tàu ca Hà Nội vầy thỏi thảm ép kỹ thuật ma pu hết hot tì hot bón cắp so ẩu bẩu hết nhân bào chất lượng hừng ma pu hết cò cực biển nghe hiệp thủ cốc chính khổng chúa hươn ưởi tế số ngân phải dòm đầy pì sòng pan xíp pét ơi thuần co tặng tánh đầy làng hơn sòng tầng khẳng chân mặn nà ca hót pét hoi chiều mặn diệt tấm hơn sườn pú hết thứ sòng quảng hà xíp thưa môn từ tế nan hót khẩy mỏi pì chúa hơn ơi khái ó chơ lạt chầm hạ ta hết văn pưng cắp ca khai lò xí xíp pan mặn cần nừng mỏi pì xu xiếc cốc ngân chúa hơn ơi đầy mà té hạ xíp hót hốc xíp chiều mặn việc bu hết tạ việc diệt tòi mua nham hở té chết hót ship ở nòng số quảng bản pi sóng pan ship cầu hồi liên hiệp phụ nữ viên tít tờn on chi ở thuần tèm mài ma lang ngắm trang bắc bòn mà bè diệt dần cả khải bu hết bè sờ xung mư phụ nữ trang diệt dần cấp tỉnh cánh mô hình khổng ưởi đẩy khảo hót phong trùng khảo tôi đấy cái mong muốn của tôi mà chú hơn cái hỏi lằng chơ xung lớp tập tư pu hết cò ha tánh o mô hình pu hết cho tôi được đưa âu ra cái lai lang kinh tế hơn
cái sản phẩm Việt của tôi cắp được có mọi người, phụ ứng mong công không nhiều khỏi người làm nghi đối cắp với những cái sản phẩm như trường thế hồng thì, khỏi làm diệt sao o mà rồi đại trung hành trung cấp bùng chờ hơn mở vậy ao chu tàng trường hay khổng na diệt o khai số chơ lạt để cũng lại cuốn sủ sống hư họt vòng cắp năn rồi đại xung lại lớp tập cấp tư quan tâm. Trường khỏi diệt o lò đầy công nhận lò ô cốt ta sư đờ có chức cực đẩy lang đi quảng chư hải hít o thì chắc chắn là sẽ lan rộng được nhiều hơn và mọi người biết đến vương bì cài ma phủ những mương sò o hanh nhai biến cỏ bú tổ tành tòi luông dệt dườn kinh tế mở khanh trai sủ bưng khú lắc ngon khỏng khoa học kỹ thuật khảo dệt dườn bồn o lái luông dệt dườn cả khai tấm ten hiệp thù khứt khửn gión cắt cung ở xa cài nàn hôm phân rào kín quảng mà về kinh tế xã hội, gión cặt hừng hy rú địa phương. Bắt có khẽ ưỡi nòng phù nhìn quảng xá, đầy hù hót luông dệt sườn mở, dệt o lại tàng trường hang khải rú chơ lạt, biến khay ma luông trắng bắc bòn biến mở ma kỹ thuật, quảng búc bồng tành liền, hở cứ đẩy kinh tế sông. Ưỡi nòng o hanh khánh dươn, hợt khửn dệt hàng sông đáng. Quảng nằm, ưỡi nòng hội viên phù nhìn bản hội én, mi lái luông dệt muộn, vậy trôi dừa cằn quang mà về kinh tế. Búc hanh há phong trôi dừa bưng chú hơn hôi viền phủ nhinh, tôi lại luôn lá cằn, xương cọp hôm mực cổng lao động. Trôi dừa có tổ trựa chu tàng, trên cái hở cằn má luông tràng, tảnh liệng diệt dượn, cánh thỏi thảm tùng pua hôi viền, bỏ lại ra cha, chơi chép say mày hòn. Lang đi quang nhung kíp bị sòng văn xíp hạ họt bị sòng văn bài sao, ở nong quang trì hội, trôi dừa cằn đầy hà hoi mưa cổng. Hốc ta chết khảo sàn, chú tang phát hòm mát nuối cài sao chiêu mặn, pom năn, bín khay, ngân cốc, cắp ta mà nòi. Họt khay số ngân cốc củ họt sòng tỷ, sòng hoi pét xíp chiêu mặn, cắp xí xíp hạ thành viên củ ngân cốc mà bè dệt dượn. Thời gian qua, gia đình tôi đã được sự quan tâm của hội quần dàn cài ma cho hơn khỏi có đầy hội liên hiệp phụ nữ huyện cùng trời ta khủng ngay đi đầy củ ngân cốc. Tế ngân hàng chính sách xã hội thọt o mạc về kinh tế, tỉnh mù, vụ phạc hoặc khai chú hơn khỏi có mi kinh tế, tết tiền, sống khao. Quang gian bởi nà khỏi mong con hôi liên hiệp phụ nữ chủ cấp, có cạt kiến khảy lớp tập tư, ép học ma luông trang kỹ thuật dệt dượn hở hội viên, đầy sung cấp nhau súng luông hủ trang quảng tỉnh liêng, dệt dượn kinh tế. Các hội viên để tham gia các lớp tập huấn để học hỏi kinh nghiệm, để phát triển kinh tế gia đình ạ. Năm diệt hà phong phủ nhinh diệt dườn kinh tế giỏi phủ nhinh trôi dừa cằn diệt dườn trôi dừa phủ nhinh cật chi hội phủ nhinh bản hội én cờ tọp hôm chiên báo búc chưa hôi viền phủ nhinh biến thái có bút tổ tành sủ bưng khố lắc ngon không khoa học kỹ thuật khảo diệt diện tạ vía diệt túm ten hiệp thù trôi dừa hôi viền phủ nhinh nhót sùng bồng kín luống sú hực hửn gión cặp cắp diệt hăng xồm đáng diệt đi vía chiên báo búc chưa cán bộ hôi viền phủ nhinh biến khay hùa chờ choi dừa cằn quảng diệt dườn. À, hội viên của bản hội én thì quảng gian cái ma bản hội én co hồ sủ bưng khú lắc ngon không khoa học kỹ thuật quảng diệt dườn nhai biến cỏ bú tổ tành cắp lựa chọn ảo chờ phân mới đẩy năm khẩu đài lông bú bồng cắp sáng chờ diệt dườn mong cong cấp ngừa co mi triển lai tài liệu hở ở nòng trên báo choi dừa ngân cốc vay hạc hội viên phụ nhinh mà về kinh tế bom các việc mà về kinh tế bưng chỉ hồi lương dệt tỷ việc toàn tâm phèo toàn bè sở bản khoáng khẽ hà cài sóng bắn hà hỏi tựa côn sum bom nằn bom các bưng bản ngành đoàn thể bốc chưa năm dệt nếp kín số văn hóa mở rú khu dân cư chiến báo bốc chưa bưng chua hương năm dệt vàng bốc chưa tặng tánh chua hương uốn in muộn mùa mà bè sam khu bè sở bom các dệt đi sam khu bè sở tiêu chí năm kinh tín rú bè sở quảng tặng tánh bản nam ở họt khay tinh cá xá công hy chết xíp hốc số chú hươn cực đầy tinh cá pét luông bùn quảng búc chưa tặng tánh chú hươn hạ khu đi xàm khu bè sở ửi nòng phù nhinh mương sò lương búc hanh biến khay nên văn hóa sáng sở cắp mà bè hòng du lịch rú bản na nhất lò bản du lịch bản vắng phèo mọi hội viên phù nhinh cô nhàn hủ ma trách nhiệm khổng trọng quảng viện biến khay bảy chữ nên văn hóa ngân lang sáng sờ khổng chữa côn trọng. Xã cũng có sự quan tâm đến chi hội bản hàng pheo. Phụ nhân xã có mi lái luôn bồng trời hót,
Hồi phụ nhìn bản phong phèo của tánh ho, diệt đi nam việc quảng hạ phong phúc chưa, hạ khổ đi cánh sàm khổ bẹ sờ. Bẹ sờ năm kinh đình rú, bình khánh ngân lang bản văn hóa, vây khai hạ khai táng phấn mất dự giảm tham khảo du lịch, cấp mỏng công, hồi phụ nhìn cấp nửa bổng trở hơn mở họt phụ nhìn rú cơ sở. Cái nhiệm vụ ở bên chi hội phụ nữ xã đề ra. Nhớ bên khay lang đi khổng ngân lang, phụ nhìn sáng mương sầu quảng nhiệm kỳ bị sóng phân xếp hốc hoặc bị sóng phân sang ết, hông phân tặng tánh ót xá tờ bát mà bè. Vậy bừng lê lầu các nhân danh bưng lang đi cực đẩy quảng nhiệm kỳ cải ma. Trong cài, hội phụ nhìn sáng mương sầu có tổ chức đại hội đại biểu phụ nhìn nhiệm kỳ bị sóng phân sang ết hoặc bị sóng phân sang hốc. Mương sò có đẩy hội phủ nhinh huyện phòng thổ lựa chọn dệt điểm on pát đại hội cấp cơ sở vây hợp bưng đơn vị ứng thọt o bai ép cánh nam dệt rủ quảng tinh cá huyện nhiệm kỳ bị sòng phân xíp hốc hoặc bị sòng phân sao ết hội phủ nhinh sám mưa sò nam dệt cực đẩy lang đi hà phong khánh thì cánh bưng nàng phía hội ban phúc chưa tặng tánh chúa hương hạ khổ đi sàm khổ bệ sở đẩy nam dệt cấp lại luôn kẻ cầm luôn dệt muôn bom cắp năm diệt luông tang khổng đảng chính sách pháp luật khổng hơn mương quy định rú địa phương lang đi tên cá xá có mi ban đường sòng hỏi giảm xếp chú hơn cực đẩy pet luông bùn tánh o cánh biến khay cầu lạc bộ tặng tánh chú hơn ùn ình buồn mùa cắp có hôm đầy quỹ cầu lạc bộ hỏi nâng chiều màn hợp bưng hôi viền cụ diệt dườn cắp diệt sòng làng hơn ùn ình hở phủ nhinh bi xảo hơn giả cha bom nặn o hanh sum vịa phong cầm bệnh hà covid xếp cầu năm dệt đi vịa tàng nà hội viện nhận trao cấp ngân hàng chính sách xã hội huyện hội đang quản lý chiết tổ cấp sòng hòi chiết xếp xí chu hương củ ngân cốc cấp tinh cá số ngân là cái xếp xí tỉ mặn để nâng cao đời sống cho bạn hội viên phụ nữ thì trong thời gian tới hội vậy nó dùng bốn kiến thức số hợp ở nào phụ nhinh hội phụ nhinh sáng mưa gió có sức tám trên báo cán bộ hội viện phụ nhinh sụp khoa học kỹ thuật khẩu mạc về kinh tế vậy hợp ở nòng dọn cặp cắp diệt hàng sống đáng trên báo hợp hội viện chấp năm đi chú luân tăng khổng đảng chính sách pháp luật khổng hơn mương cắp giam bày nạ lọc bày trừ đẩy nên văn hóa chưa côn hội liên hiệp phụ nhi 66 sự tám trên báo hà hội viện vương chỉ hội thôn bản cần pin khai bày trừ nên văn hóa sáng sạch khổng chưa côn trọng bản sắc truyền thống các dân tộc bản sắc của dân tộc mình nhiệm kỳ bị sóng phân sao ít hoặc bị sóng phân sao không hội phụ nhi sáng mưa sò buồn o năm dệt sòng hà phong khánh thì hôm phụ nhi tùng pua ngân lang sáng sở khổng chú hương Việt Nam, cánh tánh o, hún ảnh côn phủ nhinh Việt Nam quảng bằng mương mở. Sòng bằng búc chưa hôm tặng tánh chú hương hà khu đi, xàm khu bệ sở, cánh hà phong, phủ nhinh tập tư ló liêng sắc mắn dệt dượn cắp giỏi tràng. Cắp hù chảnh mắt sòng khổ xào kinh hôm, dù công nghệ thông tin quảng tổ chức năm dệt nàng vỉa hội, cánh nho dùng chất lượng sinh hoạt chỉ hội, biến khay viết dệt không chủ mũ chi hội trường. Tặng tánh chi hội bọt sở màn hành. Đại hội cò, bao o, xếp xàm, ưỡi, xung khẩu ban chấp hành nhiệm kỳ bị sóng phân sao ết, bị sóng phân sao hốc. Hôm nay em xuống đại hội điển là em... Mình đi đẩy xung đại hội, Liên hiệp phụ nhinh sáng mưa sò khỏi cò muôn lại. Mong cong, dàn bày nà hội Liên hiệp phụ nhinh huyện có chi mi lại chương trình cho giữa phụ nhinh, cơ sở mạ về kinh tế, dòng các cung ứng xã. Rất nhiều cái. Vương lang đi cực đẩy của nhiều khi bị sóng phân xếp hốc hoặc bị sóng phân sao ết lò mè hanh vây hở hội viện phủ nhinh sáng mương sò, giúp tàm búc hanh hạ phong khánh tỷ, phủ nhinh sở trở ép học trang bắc bòn, tặng tánh chú hương uốn in buồn mùa. Cát san mặn mèo tó các chủ thản hạn phủ nhinh, bày trự nên văn hóa, chăn ngam, xương, côn phủ nhinh Việt Nam, o hanh ép học dịch tỏi phèn hùng chủ tịch Hồ Chí Minh, búc hanh dệt đi hạ phong khánh tỷ, nhót súng chất lượng nàng vỉa hội. Sứ tam biến mở luôn diệt vịa hợp cực đẩy lang đì, tánh o tổ chức hôi, mừ hương mặn hanh, hông phân, tặng tánh xá mưa sò mừ hương, hằng mi đi đẩy.